Dạ, Bông Mai Chích Choè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, hôm nay thì em muốn giới thiệu với cả nhà là quá trời lục bình luôn nha. Cái này là của cậu em đang từ hôm ngày đây. Thì hôm nay em về nhà của cậu ha, em quay giới thiệu với cả nhà luôn. Một chút xíu thì em sẽ quay cho cả nhà nhìn cái lúc đang làm luôn nha. Thì nói chung cái lô này cái làm cái dạng kiểu mới cả nhà. Càng ngày thì có càng nhiều cái nghiên cứu hơn ha. Thì làm cái dạng cổ cao như thế này nhìn rất là sang cả nhà, nhìn cái cặp lục bình rất là sang luôn cả nhà, chứ không có phải là cái kiểu cổ lùng giống như lúc trước nha. Bây giờ là cái cổ cao như vậy nè, và cái miệng nó rất là xòe ra, em thấy cả nhà nhìn nè, nó xòe ra rất là đẹp luôn nha. Và cái loại này thì cả nhà biết không, Tết nay thì nếu mà chúng ta tưới phân tạo nụ thêm thì Tết nay nó sẽ cho hoa nha, nhưng mà về mình chúng ta phải tưới tạo nụ thêm nha cả nhà, thì nó Tết này nó sẽ có hai ha. Rồi thì mỗi một cái bình như vậy là tầm khoảng 22 đến 24 cây. Cả nhà biết sao em nói 22 không? Bởi vì có một số cây nó rất là mập, cho nên là chen vô không đủ để 24 cây. Chứ không phải là nhiều lúc có mấy cô chú điếm nhiều khi có 22, 23 cây cái la em. Thật ra không phải, em về em hỏi cậu thì nhiều khi chen cái cây nó quá mập cả nhà. Mập quá mập cho nên là nó không có chen đủ 24. Nhưng mà đa số là 24 cây nha. Cả nhà nhìn nè, đưa một cái bình rất là chất lượng, chứ không phải là dạng cây ốm yếu ha. Cái bình này tầm khoảng 90 đến 1 mét, 1 mét hơn nữa cả nhà. Thì đây, cặp đầu tiên này là 1,6 triệu nha, cao tầm 1 mét nha cả nhà. Em sẽ đo thử cho chúng ta xem nha. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang, tầm 90 cho đến 1 mét ha. Thì cái cặp này là giá 1,6 triệu. 1,6 triệu thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta đến nơi luôn ha cả nhà. Thì khi đi thì tụi em cũng sẽ tặng một bình một cây mai theo. Lỡ như ví dụ như nó có héo hay là sau này mình nuôi nó có trục trặc gì đó thì chúng ta thay ha, cũng rất là dễ. Và em sẽ gửi cho mấy cái cọng làm theo luôn nha cả nhà. Đó, đây là 1,6 triệu nha. Và bên đây cặp lớn hơn cả nhà, nó cặp cao hơn, lớn hơn, đẹp hơn một xíu nữa. Thì cái loại này là 1,8 triệu. Nó có 2 loại nha, 3 loại lận cả nhà. Đó là 1,8 triệu nha. Đây cả nhà nhìn nè, rất là đẹp luôn nha. 1,8 triệu, cao từ 1 mét đi lên. Và bên đây thì em có cái cặp hồ lô nữa cả nhà. Cái cặp hồ lô ha, hồ lô này thì cũng rất là lạ và đẹp luôn nè. Đó, đây cả nhà, đây cặp hồ lô nha, rất là đẹp và lạ luôn. Thì cái cặp hồ lô này em bán với giá là 2 triệu nha cả nhà. 2 triệu nha, 2 triệu một cái cặp hồ lô như thế này nha. Rồi, và tiếp tục với cái cặp 2 triệu thì cặp lớn hơn, cái 1,6 triệu với cái 1,8 triệu hồi nãy nữa. Trời, cái cặp này 1 mét mấy luôn cả nhà, quá trời đẹp luôn nè. Đó, cả nhà nhìn thấy ha, rất là đẹp luôn nha. Cây thì cái cành nhánh nó xum xê cả nhà nhìn nè. Đó, ai thích sưu tầm cái bộ sưu tập lộc bình mai hoặc là hồ lô mai thì xin hãy liên hệ bên vườn mai nhà em ha. Cái này là do hàng làm tại nhà, không qua một trung gian nào hết, cho nên cả nhà cứ yên tâm về giá cả nha. Đó, đây chuẩn bị nè cả nhà. Đó, chuẩn bị cái này để chúng ta chuẩn bị đường nè, thì chúng ta phải tỉa hết những cái cành nhánh này ha. Đó, đây, trời, cái cây rất là tốt nha. Cây cao tầm khoảng 1 mét mấy luôn cả nhà. Thì lục bình bên em thì làm tại nhà. Đây thì em sẽ vào cho cả nhà mình cùng xem ha. Làm tại nhà cho nên cả nhà yên tâm, không qua một trung gian nào hết. Giá cả thì rất là hữu nghị. Thì em thấy có những cặp 1,000,000 mấy thì ở bên các cái vườn khác thì em thấy giá nó cũng hơi nhích, cho nên là cả nhà cứ yên tâm về cái giá cả ha, về chất lượng cây nữa. Đây cả nhà nhìn cái bình nè. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, rất là ok luôn nha, rất là ok luôn ha. Đó thì cũng đang làm đây cả nhà, đang làm. Cái này là đang làm hồ lô ha, lục bình hồ lô. Đó, đang làm hồ lô cả nhà ha. Thì hồ lô thì thường xuyết ngay chỗ này nè cả nhà, để làm một cái eo của cây lục bình ha. Thì em cũng quay sơ cho cả nhà xem nha. Còn nếu mà chúng ta muốn hỏi cái dòng, cái khoanh hay gì đó thì cứ alo em ha. Em sẽ hỏi cậu em chỉ cho mọi người nha. Đó, mấy cái dòng khoanh này nè cả nhà. Thì ai thích thì cứ hỏi ha. Thì trong một cái bình thì em sẽ tặng mỗi bình về 1 cây. Thì có vấn đề lỡ mà sau này nó có cái gì đó thì chúng ta thay. Thì nếu mà thay không được thì cứ hỏi bên em nha, rất là dễ. Kèm theo cái dây gút này cho chúng ta luôn nè. Đó, Rồi em hướng dẫn thêm một cái nữa, khi mà chúng ta nuôi nó lâu ngày á cả nhà thì cái dây gút này nó sẽ xiết, cho nên là cả nhà cứ tháo ra ha. Và những cây mai này nó dính với nhau rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, rồi ai thích rồi có thể thay chậu lớn luôn nha cả nhà. Đó, về túi phân tạo nụ thì Tết nay sẽ có một cái bình hoa tuyệt vời luôn ha. Rồi giá 1,6 triệu, 1,8 triệu và 2 triệu, có hồ lô nữa. Ai thích thì liên hệ, số điện thoại em để bên dưới nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ. Rồi nếu mà muốn chi tiết thì cứ liên hệ bên em nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm nha. Đó, quá trời luôn cả nhà, nhìn nè ha. Trước khi chúng ta làm thì chúng ta phải bó thành một bó như vậy và tỉa hết nè.